Xin chào lại các anh chị và các bạn nhé. Thì hôm nay là coi như là chỉ còn vài phút nữa thôi thì mình đã tạm biệt năm 2020 và đón chào năm 2021. Thì một năm 2020 thì thật ra là rất nhiều cái điều để đáng ghi nhớ. Thực sự đặc biệt là cái dịch Covid chào Thanh Phong. Để lại một cái gọi là một cái hậu quả rất là nặng nề, đúng không? Thì bên cạnh đó thì nó cũng có những cái nỗi niềm, những cái nỗi niềm vui, nỗi buồn xoay quanh cái năm 2020 này. Thực sự là từ tất cả coi như là kinh tế cho tới xã hội cho tới nó có nhiều cái vấn đề mà để mình ghi nhớ cái cột mốc 2020 này. Ok, cảm ơn anh Trần Nguyên Hồng, nếu mà tiện thì cứ lên chia sẻ. À, dạ, rít đi, chụp tới đít. Happy New Year anh Phú nha. Happy New Year các anh chị và các bạn trên diễn đàn trong và ngoài nước. Thì để Dương chia sẻ thêm một xíu về những cái tảng mạng của 2020. Xong rồi Dương kế tiếp đó, thì Dương sẽ cho các anh chị xem một cái gọi là theo quan điểm của Dương nha, chào chị Tiết Chung, đó là một cái vở tấu hài mà cực kỳ vui nhộn trên cái kênh Nửa Vòng Trái TV ngày hôm nay, mà trong cuộc nói chuyện phỏng vấn giữa Nửa Vòng Trái với lại gọi là huynh trưởng hay là mọi người thường gọi là linh trưởng, thì gọi là một cái màn mà gọi là cực kỳ vui nhộn. Đó là tiết mục vui nhất mà theo Dương nghĩ rằng là tiết mục đó để dành coi như để cười, để xua tan đi những cái gì trong năm 2020 và để đón chào 2021 nó có những cái mới hơn. Và bên cạnh đó thì để cho mọi người nhìn thấy được cái sự gọi là ấu trĩ và những bộ não không chịu lớn và những cái bộ não vẫn còn để trong lòng cái sự căm hận thù mà đến họ biến họ có thể thành một cái con người khác. Và trong cái sự đó thì cái sự ngô nghê và một cái có nghĩa là không chịu thay đổi tư duy để tạo ra một cái con người để làm cho một cái gọi là một cái trò cười cho thiên hạ. Trong khi đó có những người đồng trang lứa với ông linh trưởng này, ở ông huynh trưởng này, để đó là những cái Dương giới thiệu sơ qua về cái có những cái bài của Nửa Vòng Trái Đất TV ngày hôm nay. Thì bên cạnh đó thì Dương cũng chia sẻ thêm và cái Dương để là tổng kết cái mật ước Thành Đô á, thì thực ra mật ước này thì các chị cũng nhớ rồi, cách đây từ coi như khi bắt đầu tham gia không gian mạng thì Dương đã nghe râm ran cái điều là nói năm 2020 này là cái năm Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu Cộng. Nhưng đến ngày hôm nay là chỉ còn vài phút nữa thôi thì chúng ta tạm biệt cái năm 2020 rồi. Đó, và bên cạnh đó thì các anh chị cũng biết, đúng không? Đại hội đảng 13 của mình cũng sắp sửa diễn ra. Đó, thì để chứng minh cho lời nói của những cái thành phần chống cộng cực đoan hay những cái thành phần bất hảo ở hải ngoại nói về điều đó, thì đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể đủ cơ sở để nói mọi người thấy rằng là cái điều đó là cái điều bịa đặt và cái điều đó là cái điều dắt mũi cái người dân như thế nào. Chào anh Dương Trần nha. Thì để cho mọi người nhìn rõ hơn cái bộ mặt mà trong thời điểm đó có những con người còn hoài nghi mơ hồ và đặc biệt là cái tính đa nghi mà tạo ra có những cái sự nghi ngờ đó, rằng là năm 2020 này là có thể nha, cái dùng từ là có thể sẽ giống như những gì bọn gọi là bọn chống cộng cực đoan nó nói, đúng không? Nhưng đến ngày hôm nay cái kết quả như thế nào thì mọi người cũng đã nhìn thấy được rồi đó. Chào Tấn Phát nha. Đó, thì cái kết quả ngày hôm nay thì để mọi người nhìn sâu rộng hơn, đúng không? Rồi nhìn mới thấy, bây giờ mình mới thấy cái lời cái dùng cái bọn chống cộng cực đoan thì nó hay nói cái từ mỹ dân. Thì hôm nay Dương muốn nhắc lại rằng cái đây là cái vấn đề mỹ dân, mà ai mới là người mỹ dân, và những cái điều của bọn chống cộng cực đoan này nói đến ngày hôm nay thì có phải là mỹ dân hay không. Thì cái câu này
Dương để dành cho mọi người sẽ tự nhìn nhận, chứ Dương không cần phải nói thêm nhiều. À, nhưng mà trong cái live cuối cùng của năm 2020 này, Dương muốn nhấn mạnh một điều là tất cả những thành phần nào, từ Benny, Trương, Tân Thái, Rose, Đào hay tất cả dân dân, rất nhiều thành phần, mà A Vua A Tòng về cái vấn đề mật ước thành đô đến năm 2020 ngày hôm nay, thì tất cả những người này nếu đủ bản lĩnh thì bước lên diễn đàn để nói một câu như thế nào cho mọi người, hay là bây giờ cuối cùng là trốn tất cả như dế hết rồi, đúng chưa? Nên mọi người qua đây thì Dương cũng xin nói rằng là người dân Việt Nam khi tham gia một cái mạng xã hội, một cái đề tài, đặc biệt là đề tài chính trị, thì mọi người nếu chưa am hiểu thì mọi người nên tìm hiểu thêm, đừng để những thành phần này nó lợi dụng cái sự gọi là non nớt về nhận thức và thông tin thì mù mờ mà để nó dắt mũi mình. Chào anh Bình Bỏ nha, chào Hương Đỗ Thị. Thì tôi mới nói thêm rằng không phải là mình gọi là, theo quan điểm của Dương thì cái vấn đề mà đến ngày hôm nay cái sự thỏa mãn này, chào chị Phượng, cái sự thỏa mãn này không phải riêng Dương mà tất cả các anh chị hay tất cả các những người đã từng nghe cái bọn Benny Trương hay Tân Thái nói rất nhiều về cái điều này, và đến ngày hôm nay mình chỉ muốn chứng minh cho họ, mình cũng không phải là để chứng minh cho họ đó, những cái lời xảo ngôn của bọn này nó đến ngày hôm nay nó như thế nào. Thì luôn Dương nhắc lại cái câu của cố phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, đúng chưa? Có nghĩa rằng là không, nói tất cả những người này chẳng qua là gì, diễn hài, mà một diễn hài rẻ tiền. Thì đến ngày hôm nay các anh chị cũng nhìn thấy được cái sự rẻ tiền của bọn này nó như thế nào, và nó sẽ vẫn còn râm ran đâu đó trên cái không gian mạng này. Hello, nghe rõ không em? Nghe rõ anh, khỏe không anh? À, năm mới thôi, sẵn đây có cái diễn đàn của em, anh cũng để cho anh đẹp trai chút coi. bữa nay thì đúng ra thì cái ngày hôm nay thì anh mượn diễn đàn em chúc tất cả mọi người ở trong cái diễn đàn này mọi sự đều an bình hạnh phúc. Rồi thứ nhất là đất nước mình coi như một ngày một tiến triển và thịnh vượng hơn, bởi vì theo những năm tháng gần đây anh thấy đất nước mình tuyệt vời quá, nó có nhiều cái điều mà mình cảm thấy là mình rất là hãnh diện đó. Thứ nhất cái đó là thứ hai nữa là bữa nay là ngày cuối của cái năm 2020. Anh thì bữa nay bị cái kẹt cái bà xã bà sai đi, tôi biết tánh tao rồi, sợ vợ mà, cái này nó sai đâu phải đi đó, đi vô tị xe mới nó trong cái thời gian bảo hành gọi là nó thân ốp á, thì là vì đó anh đem cái xe của bà đi vô trong cái dealer ở đây, anh đang ngồi trong dealer Thù Vô Đà cái chỗ bán xe để mà anh thân ốp cái xe cho bà, sửa lại cái thắng thiết cho bà đó. Ok, trong lúc ngồi đợi đây thì mở like đây lấy số 47 đàng hoàng, tới cái số nó gọi vô lấy, thì thấy diễn đàn của em vui quá, năm mới anh cũng chúc gia đình em hạnh phúc nha, trời thằng nhỏ dễ thương quá ha. Mới đây mà được 1 tuổi rồi, tuổi chưa tuổi rồi, ok rồi. Thì sẵn đây có thằng em thằng cháu gì đó nó mới lên thì lên là nó nói rất là hay, nó nói về đề xã hội Mỹ rất là hay, đúng y chang chứ không có khác, nhưng không có chạy chật chỗ nào hết. Còn nói sơ qua về những cái ông mà nãy vừa nó nói như là Vũ Huynh Trưởng, Hà Văn Sơn, rồi David Lâm, là những người đó mà hay tôi nói mày rồi, đầu óc của họ hình như nó thành tàu hũ mẹ rồi, chứ không còn, nó thành tàu hũ cha rồi chứ nó không còn. Bởi vì đầu óc của họ khi mà đã chống cộng mà đến mức độ gọi là kiểu cực đoan đó, thì con người ta nó không còn cái gì gọi là suy luận, suy xét, rồi tất cả những thấy rất là buồn cười. Chỉ hạn như Ngô Kỷ nữa, có thiếu Ngô Kỷ nữa, rồi còn nhiều nhân vật lắm, nhưng mà tao nói mà nghe những người đó thì hầu như thằng này nói đúng, hình như là tao thêm một cái câu nữa, hình như là đầu óc của họ hình như nó bị đặc sệt rồi, và nó thành tàu hũ mẹ rồi, chứ nó không còn suy nghĩ gì. Họ không suy nghĩ được một cái gì, cái gì của Việt Nam làm được họ cũng đều cho là mới là xạo láo, thậm chí mà dịch Covid họ cũng cho là xạo, nói chung tất tần tật cái gì mà đụng tới Việt Nam là. Nhưng mà một cái điều quan trọng của chỗ này tôi nói cho mày nghe, tất cả những người đó là theo đạo Thiên Chúa,
Hoàn toàn chính xác 100%, bởi vậy cái câu mà kêu bằng chống cộng cho Chúa là chính xác không sai một tí nào nữa. Ở đây mình không đánh đồng, ở đây mình không nói là đã kích tôn giáo, nhớ kỹ cái điều ta nói. Và những cái thành phần đó mà để ý, những cái thành phần mà chống cộng cực liệt, triệt để và cực đoan là điều xuất thân quỷ đạo Thiên Chúa. Cũng giống như David Lâm gì đó, anh cha mục sư gì đó, đủ mới chờ tử sĩ nó ăn hên, đủ mới chống dịch mà đi ăn hên, đủ. Mình nhiều khi mình nói, thế mình thấy cha nói mình thấy mình tức cười. Đúng ra ngày hôm nay á thì anh tính là anh live stream là quan anh tính anh có nhận được quà ở Việt Nam, có mấy cháu nó gửi qua cho anh được ký lô mực với là 1 kg khô cá sặc rất là ngon. Thì đã thôi tao là tôi quý quá, tao không dám ăn, tao nói đến rồi tôi quý tao không dám ăn rồi. Tao đợi tới đến cái ngày vô đêm vô thừa 11 giờ trưa nay tôi về kịp là đúng là vô thừa. Tao ngồi tao nhâm nhi với lại bia rượu đà khái gì đó. Thì tao có hẹn rồi. Có thằng Phong Nguyễn với tao, bây giờ hai đứa mình ngồi nhậu online đi bà ơi. Mà không biết được không. Thì rốt cuộc ở trong một năm qua đó, Việt Nam mình cũng có nhiều biến động nhưng mà không cái xin dê gì cả. Cái biến động của Việt Nam mình là biến động tốt không à. Biến động tốt có nghĩa là gì? Có nghĩa là Việt Nam mình làm được với cái mà hầu như là mình nghĩ là không làm được. Chẳng hạn thứ nhất là dịch Covid nè, là Việt Nam mình thành công 100%. Rồi thứ hai là những cái sản phẩm của Việt Nam mình đi qua nước Mỹ, chẳng hạn là VinFast nè, xe hơi VinFast nè, sản xuất toàn cầu mà thấy rồi vui không? Rồi bây giờ mới hay được là vấn đề VinSmartphone của Việt Nam mình cũng đi qua nước Mỹ. Đấy, thế giờ nói chung là tất cả những cái gì mà Việt Nam làm được, và Việt Nam là đứng hay gì là chủ tịch hội đồng gì khối ASEAN phải không? G7 đó. Đó. Nhiều lắm tao kể không có hết, nhưng mà cái điều đó đối với những người chống cộng thì họ không coi là cái gì cả. Mà lúc nào cũng xỉa xó Việt Nam. Tao thiệt mày, bây giờ lúc này là tao chơi cha rồi, tao không có chơi con nữa. Nói là phải nói trên đầu chứ còn phải nói dưới đất nữa, mệt lắm. Tao không biết họ trong đó họ nghĩ như thế nào. Mà có những cái người rất nhục mạ đất nước Việt Nam mà rất ư là thê thảm. Chẳng hạn như bây giờ vẫn còn những thứ con, vẫn còn những cái gì rất ư là vui. Chẳng hạn như là thằng một thứ nhất là thằng Nhật Phong nè, thứ hai là Trương Quốc Huy nè. Mấy cái đài đó tao không biết, tao nghe tụi nó nói không à. Mà nó nói giống y chang như thiệt vậy, nó nói cho người mình cười thôi chứ không biết là nói gì. Tại vì nó nói tào lao quá cho nên mình cười thôi. Nên vì nó thôi. Thì tao vẫn nể đứa em mà lại nó mới lên mà nó nói thì tình hình nước Mỹ, xã hội nước Mỹ từ giai cấp nè, từ màu da nè, từ công ăn việc làm thì nó nói chính xác 100%, không dạy đâu cả. Nó thẳng lại vậy. Thì không, anh thì anh thấy anh lên em mở lại diễn đàn anh rất là mừng, bởi vì có sân chơi. Mày biết rõ là anh đây anh rất là buồn bởi cái tiểu bang của anh ở là nó là anh đi tay đi để cho mày ra mày coi nè, tuyết đóng phủ đầy trời đó. Đây là điêu lờ nha, điêu lờ má. Ok anh, đó thấy tuyết không, tuyết đầy mà sáng giờ nó dọn. Đây là cái bãi xe đậu của tôi vô đà. Đó, để cho nên vì chỗ đó này tao nói cho mày nghe. Tao nói chính xác 100% là vấn đề cuộc người Việt sống ở nước Mỹ này. Trên vấn đề lý thuyết và giấy tờ thì nói là coi như là Việt Nam mình là tất cả các sắc dân đều không bị kỳ thị, nhưng thực chất nó kỳ thị. Cái chữ kỳ thị nó nằm trong máu à. Nó vô máu rồi chứ nó không phải khỏi ngoài, ở ngoài thì còn bôi thuốc được. Vô máu rồi khỏi bôi thuốc. Vô máu rồi khỏi. Tại vì chúng nó ra khỏi bàn cãi, không có bàn cãi, đổ nó nói chính xác quá rồi, không có bàn cãi nữa. Thì tại vì anh không có chủ trương lên giao lưu với em chơi nó vui thôi, chưa có cái chủ đề gì hết. Bữa nào có cái chủ đề hot thì bữa nay có cái chủ đề mà chủ đề nó hơi dài dòng, vấn đề bầu cử nước Mỹ. Chắc là mày cũng không, mày có thích nghe không thích nghe thì anh ba mới phán một vài câu. Anh chia sẻ vài câu đi, sẵn đây thì có anh kia xin Bùi anh vào rồi thì okay. em cũng muốn tổng kết lại cái vụ mà ngày trước có những người mà tuyên bố là năm 2020 này Việt Nam thành một tỉnh bạo động. Cái vụ mà bật nước thành đô bật anh kia xin Bùi, anh kia xin Bùi cái mật anh cũng cái mật ước thành đô, tao nói cho mày nghe thì tao cũng tính kiếm cái mộc khoai lang nào để mà đóng vô cái hộ chiếu cho không biết mai mốt về đủ má vô đủ má chữ Việt ra đủ má mấy thằng tàu nó coi không được nó đếm cho vô phiền nữa. Mà kiếm qua này kiếm chưa có ra tào lao thiệt, đúng là tào lao. Thì nếu mà không có cái gì biến động, mà nếu có ở đây nó có một cái vấn đề là
cái chủ tịch thượng viện bà đã tuyên bố rồi, nhưng mà cái ông mà Mike Pence là ông phó tổng thống đương nhiệm bây giờ đó, ông có quyền bác bỏ mọi luận cứ về đề bầu cử gì rồi. Nhưng mà mày phải hiểu cái điều này, khi ông phát ngôn cái chiêu cuối cùng của ông Trump là có nghĩa là ông Mike Pence, ông phó tổng thống, ông đã ra một cái quyết định là ông nói là hủy bỏ, ông không có tin tưởng cái quyền bầu cử này. Thì lúc đó cái thể chế dân chủ tam quyền phân lập, nếu có đây năng lượng nha, nếu được thì ông tổng thống Donald Trump sẽ đương nhiệm và sẽ tiếp tục làm 4 năm nữa, thì lúc đó cái thể chế tam quyền phân lập về dân chủ của nước Mỹ nó không còn nữa. Mày hiểu tôi nói không? Cái công mà mấy trăm năm nay, trăm năm gầy dựng là có thể giấy dân chủ đó không còn nữa. À, thì vì chuyện đó thành ra nó thê thảm lắm, nó nói chung là nó thê thảm lắm, thê thảm. À, từ cái tam quyền phân lập rồi thể chế dân chủ rồi tất cái là ở đây nó có nhiều cái mà mình nghe mình thấy mình tức cười. Có một ông tổng thống của tao rất tự lượng quái chiêu quái dị, là cái thứ gì ông cũng không chịu chứ, ông thắng thì đúng mà không thua là ông nói gian lận đụng. Ai cũng cười chứ chẳng phải riêng tao, nhưng mà ông chơi tới cùng mà, rồi ông chơi đến nỗi mà giờ từ thượng viện hạ viện tối cao pháp viện gì người ta cũng bác hết trơn trọi, tức là nó thuộc về cái gò bác ngoài dòng gửi xe, và ông cũng không chịu, ông nói như vậy là đủ má thằng con, còn ông ngủ nữa đủ má thằng Trung Quốc thằng Tàu nó mua hết rồi đủ. Thì thôi thì anh chỉ nói vậy thôi, có nghĩa là chỉ còn chiêu cuối cùng là coi chờ thử cái sáng tây tháng 1 này coi ông Mike Pence ông nói cái gì. Nhưng mà tao nghĩ ông chỉ có ông Mike Pence mới làm được thôi, nhưng mà ông lại cũng không dám làm điều đó, bởi vì nó cái hệ lụy khi mà làm điều đó thì mày phải hiểu rằng cuộc đời dân Mỹ là chấm dứt từ đây, có nghĩa là cái thể chế dân chủ không còn trên cõi đời nữa. Thì đừng bao giờ nói cái chuyện mà đồ tam quyền phân lập phân lát gì cho nó mệt đồ mẹ có gì. Ok, anh chia sẻ chút xíu cho em thôi. Anh xuống dưới gọn gọn trong. Ok em. Rồi. Dạ, chúc anh sẽ nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Dạ. Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui nha. Những người anh chị hải ngoại sẽ đón một mùa, một năm mới thật tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Xin tạm biệt mọi người nha.